Xin chào mọi người, lại là mỹ nhân mẹ của bé Buna đây. Và chào mừng mọi người đã đến với tập 6 hành trình đi đẻ của Nhân. Và Nhân rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ những tập vừa qua. Và hôm nay Nhân lại tiếp tục chia sẻ những câu hỏi thắc mắc của mọi người. Và Nhân xin nhắc lại, đây là hành trình của riêng Nhân. Và Nhân không nói nó đúng hay sai, tại vì những bà mẹ sẽ có những cái hành trình riêng của mình. Nhưng mà Nhân chỉ muốn làm cái vlog này, làm ra kênh YouTube này, để có thể chia sẻ những trải nghiệm và những khoảnh khắc đẹp đẽ vui vẻ của gia đình Nhân để cho mọi người xem. Và Nhân rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của mình, nhưng mà đừng quên nhấn subscribe nhé. Và câu hỏi đầu tiên, vì sao đặt tên là Buna? Thật sự khi mà mình sinh bé Buna ra là trước đó mình đã suy nghĩ ra hàng ngàn cái tên rồi, và mình muốn đặt tên cho con mình một cách dễ thương nhất, mà mình kiểu mà có những cái khoảnh khắc kỷ niệm nhất. Nhưng mà chính vì Nhân đã đặt tên thật cho bé Buna rồi, thì cái tên biệt danh này là dành cho ba của Buna đặt. Thì tình cờ thôi là tụi mình cùng nhau xem cái phim The Here. Thì trong cái phim đó có một cái nhân vật tên là Buna, các bạn cũng đã biết đúng không? Nhân coi thì Nhân thấy tính tình của bạn nó cũng dễ thương, rồi nhí nhảnh, sang chảnh, nhưng mà cũng rất là đáng yêu. Thì ba Buna cũng rất là thích cái tính cách của cái nhân vật đó trong phim đó, cho nên đã quyết định đặt cái tên của Buna là Buna, nhờ cái nhân vật trong cái phim The Hill. Câu hỏi thứ hai, điều tuyệt vời nhất mà Buna đã mang lại cho mình sau khi sinh Buna. Thật sự có được Buna là điều rất là may mắn và mọi thứ nó rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà để nói về cái điều tuyệt vời nhất mà Buna đã mang đến cho mình, đó là khi sinh bé Buna, Buna đã giúp Nhân thay đổi hoàn toàn bản thân của mình, giúp Nhân trở thành một con người tốt hơn, nhiệt huyết hơn, năng nổ hơn, sống có mục đích hơn và biết có trách nhiệm hơn. Nhân á, là bình thường Nhân cũng chia sẻ rồi đó, trước đó Nhân cũng không có nghĩ nhiều đâu, tại vì mình cũng gặp rất là nhiều vấn đề trong chuyện cuộc sống, gia đình, cho nên là mình cũng nhiều khi cũng suy nghĩ rất là tiêu cực. Nhưng mà khi có Buna mình lại bắt đầu suy nghĩ mọi thứ nó lạc quan, vui vẻ hơn, mình cố gắng làm việc nhiều hơn, mình nghĩ ra cái này, cái nọ, cái kia để mình có thể làm tất cả mọi thứ. Mong muốn cuối cùng của mình là mình có thể làm được cái gì đó sau này để dành tặng cho Buna, và muốn cho Buna có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên các bạn thấy là Nhân bắt đầu hoạt động rất là năng nổ, nghĩ ra nhiều thứ để cố gắng làm việc hết sức. Cho nên là mọi người đừng quên ủng hộ và subscribe kênh vlog của Nhân, kênh YouTube của Nhân nha. Đây cũng là một cái sự động viên của các bạn nhìn cho Nhân và gia đình của Nhân đó, cho nên là mọi người hãy ủng hộ nha. Câu số 3, Nhân đã thay đổi như thế nào sau khi làm mẹ? Làm mẹ thật sự là một cái điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho Nhân. Nhân không thể tin được là mình có một ngày trở thành một người mẹ chính hiệu. Lúc mà cái giai đoạn đầu tiên khi mà sinh bé Buna xong á, mình cũng chưa tin được là mình đã là mẹ rồi sao. Cái cảm giác và suy nghĩ của Nhân nó cũng rất là còn trẻ, giống như là mình vẫn là con gái. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì mình bắt đầu cảm thấy là mình đã thật sự là mẹ rồi. Và luôn luôn trong tâm trí của Nhân, cái nhận thức của Nhân, mình là một người mẹ. Ngay cả việc đi ngủ nhưng cũng sẽ nằm mơ thấy mình đã là người mẹ rồi, mình có con rồi. Nó nằm trong tiềm thức của mình luôn rồi đó các bạn. Thì làm mẹ thì mang cho Nhân rất là nhiều điều tuyệt vời, giống như cái việc mà những cử chỉ ấm áp, yêu thương, quan tâm của Buna dành cho Nhân. Nhân nhớ mãi luôn mọi người, như là chuyến đi Phú Quốc vừa rồi nè, khi mà Nhân bước xuống xe hơi á, Nhân đang ẵm Buna xong rồi trời nắng, cái Buna đưa tay che cho Nhân. Cái hồi nhìn Nhân nói là nắng, 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 xong lấy tay che Nhân này nè. Trời ơi, mình cảm thấy nó hạnh phúc và tuyệt vời, lãng mạn, kinh khủng khiếp. Xong rồi Nhân phát hiện ra có những điều lãng mạn không nhất thiết là chồng mình hay người yêu mình mới có thể làm cho mình, mà cả con mình cũng dành được những cái sự lãng mạn tuyệt vời đó dành cho mình. Cho nên là khi làm mẹ, Nhân cảm thấy Nhân là một người mẹ cực kỳ hạnh phúc. Hy vọng là sau này
mình sẽ giữ được cái lửa người mẹ này trong người của mình. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ vì con của mình. Nhưng mong muốn là sau này Bona lớn lên sẽ ngoan ngoãn, thông minh và khỏe mạnh. Câu hỏi thứ tư, những điều mà Nhân học được từ khi sanh Bona xong, khi mà trước đó Nhân không hề biết. Thật sự Bona mang đến cho Nhân rất là nhiều bài học nha. Khi mà sanh Bona xong, Nhân cảm thấy mình chững chạc hơn, mình biết suy nghĩ hơn. Có những mối quan hệ lúc trước mình không biết cách để có thể tạo dựng được và giữ được, thì bây giờ Nhân trân trọng hơn những cái mối quan hệ. Mình biết được là cái giá trị tình cảm nó nhiều hơn và Nhân sống có mục đích hơn. Nhân biết được là mình phải làm gì, mình muốn gì, mình phải làm như thế nào. Trước đó, trước khi sanh Bona thì Nhân hơi bị mông lung, không biết mình phải làm gì, đi đâu, hay là ngay cả việc thành lập cái kênh YouTube này Nhân cũng có nghĩ tới mà chưa bao giờ làm. Tại vì mình không biết là mình làm cái gì, mình nói cái gì bây giờ. Mình sợ, rất là sợ mình làm không hay, không ai xem. Rất là nhiều nỗi sợ. Nhưng mà khi có Bona xong, mình mạnh dạn làm tất cả những thứ mà mình muốn làm. Và mình cố gắng làm thật là tốt và làm cho bằng được. Nói chung là như vậy. Mục đích của mình á, thì thứ nhất là để mình có thể duy trì được cái công việc của mình nè. Rồi mình cũng có thể duy trì được cuộc sống của mình nữa. Mình làm cái kênh YouTube này, hay là mình làm bất kỳ việc gì, thì mình cũng nghĩ tới là mình làm như vậy là vì con của mình. Cho nên là mình phải cố gắng làm hết sức để sau này con mình có được một cuộc sống tốt hơn, môi trường tốt hơn. Đó là những cái bài học mà Nhân nhận được khi mà có Bona giúp cho mình lớn và trưởng thành hơn rất là nhiều. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, những điều mà Nhân muốn khoe nhất về Bona. Bona thì có rất là nhiều điều mà Nhân muốn khoe, nhưng mà cũng có rất là nhiều điều mà Nhân muốn giấu đi nha mọi người. Thì những đứa trẻ nào lớn lên cũng có sự đáng yêu riêng của nó, dễ thương riêng của nó, và cũng có những cái điều khiến cho mình cực kỳ bực bội và cảm thấy gục ngã. Và Bona không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà bây giờ mình khoe những cái điều đáng yêu nha. Cái gì mà tốt khoe, xấu chê mà. Mình sẽ khoe trước. Mình khoe là Bona là một đứa trẻ rất là tình cảm. Và biết cách không làm người khác cảm thấy buồn lòng. Và rất là biết nịnh. Như Bona Nhân đã kể đó, rất là tình cảm, để ý mình. Giống như Bona Nhân ví dụ nha, Bona mà hung Nhân thì chắc chắn sẽ hung ba Bona. Là hung Nhân một cái là quay qua nhìn ba Bona xem như thế nào, là hung ba Bona luôn. Tại vì rất là sợ là hung Nhân xong rồi ba Bona không có rồi này kia, không biết được là bả nghĩ gì. Nhưng mà bả luôn luôn hành động như vậy để không ai phải kiểu so bì với ai cả, không ai phải buồn hết. Rất là hiểu chuyện, rất là tự giác. Giống như việc mà đi vệ sinh, mới 2 tuổi thôi nhưng mà Nhân rất là yêu Bona một cái là đi vệ sinh hay như thế nào á, là tự giác đi vô nhà vệ sinh, tự đi vệ sinh, tự mặc quần vô, xong rồi ra chơi. Nhưng mà có những lúc là bả quên nha, bả quên bén luôn cái chuyện là bả đi vệ sinh thì ham chơi quá thì sẽ có tè bậy thôi. Nhưng mà buổi tối ngủ cũng vậy, rất là tự giác ý thức là đi vệ sinh, đang ngủ là kêu mẹ pha sữa hay kêu mẹ đi vệ sinh. Nói chung là những thứ đó khiến Nhân cảm thấy là Bona là một đứa trẻ rất là hiểu chuyện và tự giác. Ok, đó là hết những cái câu hỏi mà của tập ngày hôm nay. Nhân rất là cảm ơn mọi người đã chịu khó ngồi đây mà nghe Nhân tâm sự và chia sẻ như vậy. Thì hôm nay chúng ta chỉ có thể nói về vấn đề của Bona và Nhân thôi. Và tập sau là tập cuối cùng rồi. Sẽ chia sẻ những điều dễ thương, những cái điều đáng yêu mà của Bona và Nhân. Thì mong mọi người yêu mến Nhân và Bona gia đình Nhân thì hãy nha subscribe kênh YouTube này. Và mọi người cũng đừng quên là ngoài những cái chia sẻ của hành trình đi đẻ này thì Nhân còn có rất là nhiều clip về gia đình Nhân nữa. Thì mọi người hãy kiên nhẫn và chờ đợi nhé.